Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các trường tiểu học và trung học cơ sở khi tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh với giáo viên người nước ngoài theo hình thức xã hội hóa trong năm học 2023-2024 phải sắp xếp thời khóa biểu phù hợp, không gây xáo trộn chương trình chính khóa và không xếp lịch học vào ngày nghỉ của học sinh. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 tham gia học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trên tinh thần tự nguyện. Trong quá trình dạy học, các trường phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, các đơn vị liên kết triển khai phải đáp ứng đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định và có năng lực triển khai. Căn cứ vào chương trình học của từng lớp, các đơn vị liên kết xây dựng kế hoạch dạy học, nội dung bài học, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động dạy học nhằm giúp cho học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp đảm bảo phù hợp.